Chị xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Hello, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Sáng nay cả gia đình Chi sẽ đi vào trung tâm của thành phố Liverpool mọi người. Hôm nay cuối tuần thì mình sẽ đi vô đó đi dạo thành phố. Đang đợi xe lửa mọi người. Nhưng mà không phải là đi cái chuyến này. Đá đi bự quá kìa, tụi mày biết kìa. Lúc còn đá đi lại được bi luôn. Hello mọi người, mình đã xuống tàu lửa rồi. Bây giờ mình đang ở Liverpool các bạn. Bây giờ sẽ đi dạo khám phá thành phố Liverpool nha mọi người. Hello Chi Chi. Chị đang ăn táo rồi cô chú. Đem thêm trái táo cho Chi. Đây là phía đối diện của cái bến tàu lửa lớn nhất ở Liverpool. Bến tàu lửa lớn nhất của Liverpool là Lam Street đó các bạn. Đây là cái bến tàu ở trong đây nè. Nó lúc nãy mình vừa mới đi ra từ trong đó đó. À, ở trong cái khu trong đó đó là tới mùa Noel thì sẽ có hội chợ Noel trong đó đó mọi người. Ở trong đó thì có viện bảo tàng, có những cái phòng trưng bày triển lãm á. Và mở cửa miễn phí luôn á các bạn. St. George's Hall, this is called by the way. Oh, what? Basically, St. George's. What is that for? This is Lam Street. Lam Street. So the street means Lam Street. Lam Street. Okay. Hôm nay trời nắng rất là đẹp mọi người. Cả tuần là trời âm u nhưng mà tự nhiên hôm nay thứ bảy cuối tuần cái trời nắng rất là đẹp luôn. Cho nên là cả nhà mình quyết định là đi tàu vô trung tâm chơi. Bây giờ mình sẽ đi vô trong đây nha mọi người. Đây. Những cái trụ lớn thấy ghê luôn á. Ở phía bên ngoài cổng có hình hai bốn luôn chứ, bốn cái chú sư tử nè. Bức tượng rất là lớn. Trời hôm nay mà trong xanh luôn á, trong xanh mà nắng đẹp quá. Trong đây là hội chợ Giáng sinh năm ngoái mình đi. Cái tượng đài này là để tưởng nhớ về cái chiến tranh. Để mình xem cái bức tượng của cái người đàn ông cưỡi ngựa này là ai nha các bạn. Ở đây nè các bạn, cái ở đây người ta có cái dòng chữ nói là cái bức tượng này là của một cái hoàng tử rất là thông minh. Và người ta đã làm đặt cái bức tượng ở đây từ năm 1866 rồi mọi người, nhưng mà không có để tên. Để mình qua bên kia xem có tên không. Ở bên đây thì để là hoàng tử Albert, sinh năm 1819, mất năm 1861. Cũng tuổi thọ cũng không là cao hết mọi người, tuổi thọ cũng ngắn. Đây cái bức tượng lớn lắm, cưỡi trên cái con ngựa. Ngoài thì có những cái bức điêu khắc. Wow, những cái cọt nó bự quá cơ chị ơi. Những cây cọt này rất là lớn luôn á cô chú anh chị và các bạn, rất là lớn luôn đó. Chị lại chị đứng gần cây cọt cho mẹ coi coi. Ừ, nè chị đứng gần cây cọt này cho mẹ coi nè, cái cọt này bự quá đó chị nè. Bự quá. Trời ơi chị nó có chút chiếu luôn kìa. Chị ôm hết không? Có bức tượng của một cái người đàn ông này rất là lớn rồi các bạn.
những người lính nè các bạn. Người ta có để vòng hoa để tưởng nhớ những người lính. Và ở đây có đôi giày nữa. Có một cái đôi giày lính nè. Ở đây thì mình thấy là như cái vòng hoa này là của sinh viên của trường đại học ở Liverpool. Đây là bức tượng của một cái người phụ nữ đang cưỡi ngựa. Đây là bức tượng của Victoria đang cưỡi ngựa. Cái bức tượng cũng rất là lớn, là một người phụ nữ đang cưỡi ngựa nhưng mà ngồi một bên nha mọi người, chứ không có để cái chân qua hai bên. Giống như mà mình ở Việt Nam mà mọi người đi xe máy hay xe đạp mà phụ nữ con gái mặc váy cái ngồi để chân một bên. Đấy. We're waiting to get a bus to go to Liverpool's football stadium. Liverpool are playing at home today. Okay. So they're all just standing there to get the bus to the ground to the stadium. Đang xếp hàng, một hàng rất là dài luôn cô chú. Để đợi xe bus, lên xe bus sẽ đi tới cái sân vận động bóng đá Liverpool. Bữa nay Liverpool đá nè. Liverpool đá ở sân nhà luôn, cho nên là mọi người xếp hàng quá trời đông luôn kìa. So they get the bus to the stadium from here, babe. Okay. Chị, go con. Cái chỗ này là để tưởng nhớ đến cái người mà đã bị tai nạn, chết ở trên đường. Đây. Đây, ở đây nói là công viên nhưng mà thật ra giống như là một cái quảng trường vậy đó các bạn. Ở đây cũng rất là nổi tiếng ở Liverpool. Có rất là nhiều những cái bức tượng của những cái nhân vật nổi tiếng ở đây nè. Ngoài kia nữa kìa. Ở Anh thì mình thấy có rất là nhiều những cái con chim mòng biển nha các bạn, giống như là con chim hải âu á, nhiều lắm. Nhiều khi mình ăn á hả là nó chạy, nó bay lại, nó đáp cái đồ ăn của mình luôn á. Mấy cái con chim mà nó dạng thấy ghê chưa, đó. Bự nhiều lắm, bự luôn. Ở đây có cái tòa nhà này, nó nằm giữa hai con đường luôn nè mọi người. Một cái khách sạn. Đó là cái hotel tên là Shankly, là tên của một cái người quản lý cho đội bóng Liverpool, rất là nổi tiếng cho đội bóng Liverpool luôn mọi người. Dissidin cũng là một tên của một cầu thủ rất là nổi tiếng của đội bóng Everton luôn đó mọi người, là khách sạn luôn đó. Cái tòa nhà này nhìn rất là lâu đời rồi đó mọi người. Nhưng mà cái tên khách sạn thì lấy tên mới đây. Đó cũng là một cái viện bảo tàng nữa các bạn. Rồi, come on baby, let's go. Cross over again because we're going to go down, putting on that side. Yeah. Around this corner there's a new Asian restaurant as well. Cool. Chinese. I think it's like pan Asian. Ở bên đó có một cái nhà hàng châu Á mới là mở rất là lớn luôn các bạn, có cả trên lầu luôn nè mọi người. Ở trong những con hẻm nhỏ sầm uất. Oh, what is this? What is this tower? Yeah. What this place is. Yes,
this is the Bank of Liverpool, yeah, so it must have been, yeah. Yeah, it's a restaurant now. Bên đó là ngân hàng Liverpool, nhưng mà bây giờ là nhà hàng đó mọi người. Ở trên những cái lan can người ta để những cái bức tượng, những cái hình của mấy cái con chim đủ màu hết trơn, rất là xinh luôn mọi người. Bank of Liverpool bây giờ là nhà hàng, cũng rất là nổi tiếng luôn. Japanese restaurant by the looks of it. Nothing specific. A theater. Let me know. Ở Anh mình đi đến chỗ nào cũng thấy có nhiều chiếc xe đạp điện nè các bạn ở ngoài đường. Mình cứ bỏ tiền vô là mình chạy thôi, mình chạy khắp thành phố vậy đó. Nhưng mà hôm nay nhà mình đi vô trung tâm chơi thì không có cái ý định hay là cái kế hoạch mua sắm gì hết, cho nên là chỉ đi dạo thôi, rồi đi ăn đi uống rồi đi về mọi người. Hai mọi người, bây giờ thì mình dẫn các bạn đi vào một cái con hẻm rất là nổi tiếng ở Liverpool luôn. Ở trong cái con hẻm này thì tụ họp những cái quán bar, quán rượu và nơi của và có một cái quán bar của nhóm nhạc Beatles lần đầu tiên chơi nhạc ở đây các bạn. Và buổi tối thì sẽ chật kín không còn lối đi luôn. Rất là đông mọi người, rất là nổi tiếng ở Liverpool. Ở trên cái bức tường này thì mình thấy trên từng cái viên gạch có tên của những cái ca sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng nè mọi người. Cái câu lạc bộ Kevin Club này là nơi đầu tiên của nhóm nhạc Beatles chơi nhạc ở đây nè mọi người. Ở đây rất là nổi tiếng và ai đến Liverpool cũng đều muốn vào đây hết. Nhưng hôm nay mình đi có Chi Chi thì không có vào được mọi người. Ở trong đây thì không có dẫn trẻ em đi vô được. Cho nên là hẹn mọi người lần sau nha. Thank you.
Cái đó là policeman đó. You want a policeman bắt chi chi hả? Biết làm sao? Đi vô đó làm chi? There's a lovely guy. John. Yeah, you told me before. I remember. Huh? Thôi người ta vẽ cái gì trên tường kìa chứ, kìa có mắt kìa chứ, thấy không? Nắm tay mẹ đi. Nắm tay mẹ đi. Đây mọi người nhìn vào cái trung tâm ở đây rất là đông luôn mọi người, nhìn ở dưới kia quá trời người đi luôn. Ở dưới kia là cái khu trung tâm mua sắm đó, rất là đông, đông chặt cứng luôn. Mình bây giờ mà vô đó là sẽ chen lắm dữ lắm luôn. Mình sẽ đi hướng dưới đây mọi người. Đi qua đây. Chị đã thấy cái con thu này rồi, cô chú ơi. Bả mê rồi. Thôi, chị lại đó đi. Rồi, chị nó đứng ở dưới cái con này, nó nhỏ xíu. Cái con này chắc cao bằng cái nhà luôn á. Chị ở ngoài xe đó nha, con không chạy ra đường nha. Đây là một cái quảng trường. Ở trong đó có tượng của Victoria kìa các bạn. Cái quảng trường này cũng rất là lớn. Ở trong đây là kiểu như là tòa án á. Tòa án ở trong đó đó mọi người. Ở trong đây có mấy cái ống nhòm nè. Mọi người đứng ở đây có thể nhìn ra ngoài. Nhìn ra trong đây. Con đừng có chạy cơ chứ. Cái tòa nhà bên kia trước đây là công ty White Star Line, là nơi mà chiếc tàu Titanic nổi tiếng thế giới đã đăng ký ở đây nè mọi người. Ở đây có mô hình của chiếc tàu Titanic nè các bạn, và có hình của ngôi sao màu trắng. Bây giờ mình sẽ đi lên trên, ở trên lầu 7 thì có nhà hàng quán bar. Mình lên đây uống nước nha các bạn. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay cái ông chú này nói là hôm nay ở trong đây đang tổ chức sự kiện, cho nên là cái quầy bar ở trên đã đóng cửa rồi mọi người, hôm nay không có mở cửa. Ở một cái tòa nhà nằm dài trên kia này mọi người, là cái viện bảo tàng của Liverpool rất là lớn.
bây giờ mình sẽ vô trong cái viện bảo tàng để xem người ta có bán vé tại chỗ nha mọi người. Nếu mà mua vé được ở đây thì mình sẽ vô tham quan. Viện bảo tàng này mình đã đi qua đi lại nhiều lần nhưng mà chưa có vô. Mình cũng tò mò không biết ở trong đây có cái gì, tại vì cái kiểu người ta xây dựng nó, cái kiến trúc rất là ngộ luôn. Nó dài rồi nó quẹo xuống dưới đây nè. Ở trong đây thì mở cửa miễn phí các bạn, không có cần phải mua vé. Lúc trước mình cứ nghĩ là sẽ phải mua vé nhưng mà không, là miễn phí. Ở đây có 84 bậc thang đi lên tới trên lầu 2 các bạn. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có thang máy nữa mọi người. Ai mà không muốn đi cầu thang bộ thì mình có thể đi thang máy nha mọi người. Đây là cái chiếc tàu này từ thế kỷ 13 rồi đó mọi người. Cái kiểu tàu ngày xưa đó. Ở đây là những cái góc của cái đầu tàu hỏa. Cái đầu tàu bằng hơi nước ngày xưa đó các bạn. Đó là cái tàu hỏa trên kia. Là một cái cổ xe ngựa rất là lớn luôn mọi người. Yes. Yeah, do you? My son does as well. Yes. I like this. This is, I think it's. Yes, this is the railway line. Yeah, the railway line. Đây là bị chiến tranh tàn phá đó mọi người, năm 1940. Đây nữa. Đây là những hình ảnh ở Liverpool. Và cuộc chiến tranh vào những năm 1940 đó mọi người. Thành phố bị tàn phá quá trời nè. The big one. Có cái thanh gươm. Number 8 hả má? Thailand. Yes, it's Thailand. She said no. Chị nó chạy hai vòng luôn, cô chú nó chạy ra chạy vô. Bây giờ đi chơi nè con. Mọi người có thấy cái tòa nhà mà có hai con chim ở trên nóc nhà không mọi người?
Đó là cái tòa nhà nó tên là Liver. Liver là viết tắt của Liverpool đó các bạn. Và cái biểu tượng của con chim nó tên là Liver luôn. Con chim Liver luôn mọi người. Đây là cái quảng trường ở phía trước đây. Đi ra cái bờ sông này các bạn. Ở bờ sông này thì người ta cũng có tàu cho mình đi dạo nữa. Mình mua vé mình lên tàu, người ta sẽ chở cho mình đi dọc cái con sông này nè, con sông Liverpool này nè. Và cái tòa nhà nhỏ nhỏ đó các bạn thấy không, đó là cái quán bar đó, quán bar nhà hàng ở trên lầu á. Thường thì cũng rất là đông luôn. Hôm nay mình đến đó mình xem coi còn chỗ ngồi không nha các bạn. Mình sẽ ăn trưa ở đó. Ở gần bờ sông cho nên gió lạnh quá mọi người, rất là lạnh luôn. Bởi vậy hôm nay mà mình đi Liverpool, mình vô trung tâm mà mình mặc áo khoác dày côi là mọi người biết rồi đó. Tại vì ở Liverpool luôn luôn lúc nào cũng có gió mạnh lắm. Chị nó đòi đi cà phê rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi vô trong đó ngồi mọi người. Yeah, we go cafe nha chị nha. Đã tới rồi nè mọi người. Ôi trời 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 trời. Cái nhà hàng ở trên đây rất là lớn luôn, mà có ở bên ngoài ngồi cũng rất là đẹp đó mọi người. Chị ngồi chống tay suy nghĩ gì vậy chị? Hả? À, chống tay suy nghĩ gì á? Mình đã vào bên trong nhà hàng rồi nè các bạn. Ở bên đây có cái nhà bếp rất là lớn luôn. Cái nhà bếp rất là lớn mọi người. Ở đây thì mình thấy có nhiều người châu Á lắm. Đầu bếp cũng là người châu Á, mà những người làm việc ở đây cũng là người châu Á. Và cái menu đồ ăn ở đây thì cũng là đồ ăn châu Á rất là nhiều mọi người. Đồ Nhật, đồ Malay, đồ Thái, đồ Singapore. Mình không có thấy món Việt. Bên đó là cái quầy bar. Và ở bên ngoài, phía ngoài kia thì có cái sân ngồi bên ngoài nữa. Nhưng mà hôm nay trời gió hơi lạnh đó, mình không có ngồi ở ngoài, mình ngồi ở trong. Đây là cái view ra bên ngoài nè các bạn. Cái view ra ngoài sông rất là đẹp. Ở dưới kia là cái bến tàu đó, hồi nãy chiếc tàu đó đi rồi. Một hồi chiếc tàu quay lại thì mình sẽ quay. Tàu người ta chở khách đi dạo dọc theo cái dòng sông này nè các bạn, cũng rất là đẹp. Trước kia đó, khi mà mình mới qua, mình chưa có làm YouTube đó, thì mình đã có đi tàu rồi. Đây là sườn cừu. Oh, watch out, that's very, very, very hot, babe. Very hot. What did I say? I don't remember. Salt and pepper chicken. That's it, right? Yeah, for now. Oh, good, babe. Yeah. Got it. Oh, good. Ngon không chị? Good. Yeah, look. I don't know if you like the bones.
You're gonna win. One more time. One more time. Really? Trong game này có trái hồ lô nữa. I don't want it. Okay, alright, alright. Trái hồ lô chi nó không có thích ăn. Wow, look at that babe. Lần nào đi ăn nhà hàng mà ăn xong là chi nó cũng đi biểu diễn người mẫu nè cô chú. Bây giờ thì mình đã ăn xong rồi các bạn. Bây giờ chỉ mới có hơn 4 giờ thôi mà đã tối thui rồi mọi người. Bây giờ thì cả nhà của mình sẽ đi ra lại bến tàu để đi về mọi người. Chi Chi nó lên tàu mà nó cũng lại làm quen cái bác này nè cô chú. Nó lại nó chơi với bác nè cô chú. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.